Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng Kurt cũng kêu mình làm tiếp nhiệm vụ rồi. Kìa, Kurt đứng từ xa kìa. Ấy chà chà, để coi. Mình đợi mấy ngày á, thì Kurt mới kêu mình làm tiếp, không biết là Kurt làm cái gì nữa. Bây giờ thì Kurt đã xong việc rồi. Ở đây có GS Bond, lấy nó. Úi, Kurt cho mình GS Bond á. Trời, nhiệm vụ này là nhiệm vụ kiểu như là đi bắt Pokemon huyền thoại trong cái Eulet Serene á. Để mình, nè. Pokemon huyền thoại trong cái ngôi đền này nè. À, và Pokemon đó có tên là Celebi ha. Uầy, được nha. Quá đã luôn. Và chỗ cái Eulet Serene đó thì mình đã biết rồi, nên không có gì phải vội hết. Để mình qua đây mình đánh boss các thứ đồ. Rồi coi thử vận may trong ngày ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho Zacian mình vô chiến đấu nè. Lâu rồi chưa đưa ẻm ra chiến đấu ấy chứ. Ui giời, Zacian vẫn khỏe như ngày nào á. Ai cha. Căng vậy. Giảm đánh. Ui, đánh hai hết một lượt. Chơi gì mà đánh hai hết như vậy. Ui, kịp hay không đây. Ôi không, chút xíu nữa là Zacian của mình đã kết liễu Pinsir rồi. Không ổn rồi, mình sẽ đưa Lugia vào. Dám ăn hiếp Zacian hả? Kết liễu Pinsir thôi. Hi. Này thì ăn hiếp nè. Lugia đã kết liễu được Pinsir rồi ha. Và cho mình kẹo. Càng về sau thì boss rơi đồ càng ít nha. Nên mai mốt mình muốn kiếm đồ tốt từ boss khá là căng rồi. Thử vận may đầu ngày như vậy là toan. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lên đường đi tới cái Eulet Serene thôi. Nó nằm ở gần một ngôi làng, cũng khá là gần nơi ở của mình thôi. Cưỡi hô chắc bay tầm một tí là tới hả? Ủa, dọc đường đi có thêm một em boss, Vulabi. Có boss là một cơ hội lý tưởng để mình cày cấp cho Metang nè. Em Metang của mình bắt ở bên vùng Misa bây giờ vẫn chưa có được cày cấp ấy. Cơ hội để chúng ta cày cấp đây. Cho Zacian ra trận lại đi. Hồi nãy chưa kịp thể hiện nữa. À không, chưa kịp gánh tem nữa. Chút xíu nữa là gánh tem thành công rồi. Bây giờ thì gánh tem được rồi nha. Úi trời. Em boss đang chống cự kìa. Nhưng mà không chống cự lâu đâu. Kết liễu em ấy thôi. Hí. Và coi boss Epic sẽ cho mình một cái cần câu. Chắc cần phải luyện cấp thêm rồi. Metang của mình vẫn chưa đủ cấp để tiến hóa này. Hơi tiếc ha. Giờ thì chưa có cưỡi được đâu. Hy vọng là khi tiến hóa thì Metang sẽ cho mình cưỡi các thứ đồ. Ui, đi từ sáng mà gần tối rồi chưa tới nơi nữa ta. Tính ra cái chỗ đó cũng không quá gần đâu. Hơi xa rồi đó. Mà tranh thủ lúc này vô xuống đây kiếm thêm ít đồ nha. Nó được khóa bằng cái ổ khóa gì đây? Đợi mình xíu. Ui, ổ khóa nhện nhện. Wow. Được, để mình lấy đồ ngày ra. Lần đầu tiên mở ổ khóa nhện nhện và cái kết. Trong rương này sẽ cho mình. Ui, bèo vậy. Mình biết lý do tại sao mình đi lâu tới rồi. Nãy giờ đi lộn hướng à. Đây, tới rồi nè. Cuối cùng thì cũng tới rồi ha. Và trước mặt mình chính là cái ngôi đền mà chúng ta cần phải đến trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình sẽ có cái nhiệm vụ là thu phục Celebi ha. Mình thử mình dùng cái Bisbon coi. Bisbon đây. Nghe đồn là Bisbon cũng có thể dùng được. Sao kỳ ấy nha. Ở đây á thì người ta bảo là có thể spawn Alien Celebi bằng cách chuột phải vào cái screen này bằng Bisbon. Nhưng mà mình cầm Bisbon mình chuột phải vào thì nó lại không chịu. Vậy là chắc bắt buộc mình phải dùng cái quả GS Bond này rồi. Để mình coi bóng chứa. Ok rồi nè. Nhưng mà Pokemon thì chưa ok lắm nha. Mình sẽ mang theo thêm một em. Một em nào giờ nhờ? Katana. Hợp lý. Có Katana mình sẽ tự tin hơn á. Rồi, vô. Triệu hồi Celebi ra. Đó, mình dùng GS Bond một phát thôi.
là Celebi đã xuất hiện rồi kìa. Ồ, được nha, trận chiến này mình sẽ thử đưa mẹ tàn vô chiến đấu coi. Ui, chưa gì đã bị đánh nửa cây máu rồi. Thiệt thòi cho em quá. Thôi, kéo rỉa cái để hết kinh nghiệm thôi á. Đưa katana vô để cấu rỉa đi cho nhanh. Đấy. Cố lên, cố lên. Chúng ta sẽ cố gắng thu phục Celebi và hoàn thành nhiệm vụ đỏ này ha. Chắc phải cấu rỉa thêm một cái nữa đi nha. Rồi, cấu rỉa thành công. Giờ thì tới công đoạn là bắt cái em Celebi này nè. Mình sẽ bắt Celebi bằng Fastball thử xem. Được không, được không? Ui. Ui, tính ra Fastball cũng ok này. Thử thêm vài quả nữa ha. Biết đâu bất ngờ. Ý, được luôn. Wow, Fastball bắt Celebi hơi bị hiệu quả. Chỉ với có hai quả thôi là mình đã bắt được Celebi rồi. Đồng thời thì mẹ tàn của mình cũng đã nhận một lượng kinh nghiệm để lên cấp và tiến hóa. Bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón hình dạng mới của mẹ tàn nha. Và đây là dạng cuối cùng rồi. Em sẽ trở thành Metacross. Wow, dữ dằn dện chưa. Giờ thì mình có thể cưỡi Metacross rồi. Và có thể bay nha. Wow, cưỡi Metacross bay như cái phi thuyền luôn á. Hợp lý nè. Rồi và bây giờ mình sẽ trở lại với cái nhiệm vụ hồi nãy coi. Giờ thì mình cần phải kiểu như là trở về để hoàn thành cái thử thách hả? Ê, không biết một xíu về mình nhận được phần thưởng gì ta. Giờ trước mắt là mình có phần thưởng, đó chính là em Celebi rồi nè. Thích ghê luôn. Coi thử coi. Đưa Celebi ra ngoài. Em là dạng thường rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể có được Celebi ngoài hành tinh á. Nhưng mà kỳ thế nha. Mình dùng cái Beast Ball thì lại không cho. Nè. Ngộ thiệt á. Hay là phải phóng vô đây nha. Phóng vô cũng không được luôn. Úi khoan. Đây là Terrakion. Ồ, đây là người anh em của cô Ba Lê Anh hay sao này. Ý, được được được. Thử cho Celebi vô chiến đấu luôn. Kéo rỉa cũng ok đấy. Wow, một hit cơ kìa. Quá trời thốn luôn rồi. Bây giờ bắt Terrakion nha. Không để Celebi đánh nữa đâu. Đánh nữa thì sợ Terrakion chịu không nổi đấy. Terrakion thì mình sẽ dùng Fastball tiếp đi. Thử xem. Tự nhiên bữa nay có linh cảm là Fastball sẽ gánh tem cực mạnh đấy. Được không? Ui, chút xíu nữa thì được. Tiếp tục phát huy nhá Fastball. Ơ? Ôi không. Trời, Terrakion đánh Celebi xong rồi. Liệm luôn rồi. Mình còn chưa bắt kịp nữa. Màn đét ơi. Tiếc vậy. Cây thì có quýnh. Quýnh Alakazam luôn. Quýnh Alakazam cho bỏ ghét mới được. Nhìn mắt ghét à. Lụm cục kẹo nha. Được viên Mega cho Alakazam luôn. Hợp lý thế nhờ. Mình sẽ coi mình có Alakazam chưa. Như chưa, mình chưa có Alakazam thì phải. Mình chỉ mới có Abra thôi. Khi nào mình có Alakazam thì mình sẽ cho Alakazam viên Mega này sao ha. Còn giờ thì đi về thôi. Bữa nay ít ra cũng có chiến lợi phẩm là bé Celebi này rồi. Nhưng mà mình nghi quá à. Mình sợ nhiệm vụ đỏ này lại cho mình kẹo ấy. Mấy lần trước làm nhiệm vụ đỏ cũng hay cho kẹo lắm. Rồi bây giờ thì Kurt đang cảm ơn mình các thứ đâu nè. Ui, lần này không cho kẹo. Nhưng mà cho mình ba cái đồng hồ cát. Ồ, cái này thì mình hiện tại thì không cần dùng tới. Ồ, cho cái đồ. Ok đi. Cũng không có chê được ha. Ít ra cũng có thêm đồ, bỏ vô ba lô. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ trở lại với công việc. Đó chính là những cái chuông. Kiểu như một lần nhiều chuông quá thì nó cũng có nhiều rủi ro ấy. Nên bây giờ trước mắt là mình cần thêm một em Ho-Oh nữa. Lý do mình cần thì một xíu mình sẽ tiết lộ. Còn bây giờ thì chờ đợi đi nhá. Hy vọng là... Ui, bây giờ là
buổi trưa rồi. Nghe đồn là buổi chiều cũng có tỷ lệ là cái chuông này phát sáng ấy. Nên cứ chờ đợi đi ha, biết đâu bất ngờ. Ui, cái chuông nó sáng lắm rồi, Thường thường mà nó sáng như vậy là sắp chịu hồi rồi đó. Ánh sáng này mà thêm cái quả nhạc nữa thì thôi quẩy úi rồi ôi luôn á. Úi, đây rồi. Mình đã triệu hồi thành công. Mình có nhiều phát bon mà ta. Vậy thì tiếc gì một quả mình bắt hô ô cho nhanh. Rồi chúng ta còn làm nhiều chuyện khác trong ngày nữa. Tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Hợp lý. Và khi mà tung bát bon thì ẻm không có đường nào mà chạy được hết. Giờ thì lấy cái Rainbow Wing trong người hô ô ra. Và mình sẽ cho một em ngựa. Em ngựa, ủa? Ủa phải em này không ta? Ủa phải em này không vậy? Ồ, lạ nha. Ủa ví dụ bây giờ mình nhuộm ẻm được không nha? Hơi hoang mang ấy. Giữa em Bonita thường và Bonita Shiny thì khi mà cho cái Rainbow Wing thì cái nào đẹp hơn ta? Chắc mình phải bắt một em Bonita khác rồi. Ê, mình có Bonita kiểu như thường luôn hả? Vậy thì được quá. Mình sẽ cho Bonita thường nha. Tại vì Bonita Shiny đen hôi thù lùi à. Đó, giờ mình sẽ cho Bonita thường cái Rainbow Wing này. Và em ấy đã trở thành Bonita cầu vồng. Trời, nhìn đúng đẹp luôn. Ôi, đây là chưa tiến hóa đấy nha. Để bây giờ mình sẽ cho em cày cấp rồi tiến hóa các thứ lên luôn. Trời ơi, đi ngoài đồng bằng mà gặp cả đống em Bonita khác luôn nè. Nhưng mà sao mà nổi bằng Bonita của mình được. Úi giời, vô em cúp luôn. Trận chiến giữa hai em ngựa ha. Rồi vô, để coi ngựa nào sẽ dữ hơn đây. Ồ, nhỏ mà có vỏ đấy. Đúng là bé ngựa cầu vồng. Ui nhưng mà đánh gì rồi chừng nào xong ta? Thôi, khè thôi, khè em ngựa kia thôi ha. Giờ thì đánh nhanh gấp gọn đi. Đưa Zacian vô súp một phát. Lần này thì chắc đưa Bonita của mình vô thực chiến nha. Ui. Bên kia hung dữ vậy. Ai cha cha. Ôi hung dữ quá không cho quýnh nữa. Vậy cho chắc, đâu có để cho bé ngựa cầu vồng mình ăn hành được. Vậy thì hơi lầy đó nhưng mà không sao. An toàn cho bé ngựa là trên hết ha. Ú và đây rồi. Cuối cùng thì Bonita cũng đã tiến hóa. Và bây giờ bé ngựa cầu vồng sẽ to hơn đó nha. Tan tan. Và bồm cũng như là đuôi cũng đã dài hơn rồi. Em có tên là Rabidash ha. Quá là đẹp luôn ấy. Trời. Mình thích em này. Ê. Ôi và gần đây còn có một cái hội quán nữa à. Wow. Ờ có Pocket Chat nè. Ultra Chat chứ. Like Clay. Lẫm luôn. Cục đất sét màu xanh. Rồi. Coi hội quán này có quy hiệu gì đây. Để coi tên hội quán trước ha. Đây là Mystic Gym. Wow. Hội quán nhìn đẹp quá. Nhìn giống như là một cái phi thuyền của người ngoài hành tinh nhá. Giống như cái UFO nhá. Đã thiệt. Để mình cưỡi em Pokemon mình bay lên chảnh. Khiệp chiến nha. Mình chơi lại một xíu mình đi đường hàng không vô đi. Chứ đi đường dưới lên á, tùm lum hướng hết, rất là mất thời gian luôn. Đội hình lần này thì mình sẽ cho những thành viên mới của mình trong ngày hôm nay ra trận ha. Và kèm theo đó là một em Greninja đi nha. Ừ, được á, lâu rồi chưa cho Greninja ra trận nè. Vô đột nhập vô hội quán thôi. chủ hội quán này có giọng Dynamax luôn. Được, mình cũng phải đeo giọng Dynamax. Kẻo là mình thua á. Phải vậy cho chắc cú mới được ha. Rồi, và mở màn cho trận chiến ngày hôm nay mình sẽ đưa Celebi vào. Vô. Ui, lần này mình đánh với Bronzong. Em này nhìn như cái chuông vậy. Căng vậy. Nhưng mà đụng là trụng thôi. Ui, chưa gì đổi Pokemon rồi. Ráng chứ gì. Ao. Dynamax lên à. Này thì Dynamax nè. Ui da, nhưng mà đau quá à. Không kịp hồi máu luôn rồi.
Chắc phải đưa Jaxian vô sớm thôi. Cố lên Jaxian. Anh tin tưởng em. Ui lại đổi Pokemon. Này thì đổi Pokemon nè. Lụm cục kẹo luôn. Cố lên Jaxian. Trận chiến này mình rất là đặt niềm tin vô Jaxian ha. Lâu rồi mới có dịp để cho em thể hiện đấy. Ồ, thốm rồi thì nói nha. Thốm rồi thì nói nha cưng. Trưởng thêm một hit nữa nè. Cố lên. Ồ, sao mà đỡ nổi. Rồi chúng ta đã đánh bại được một Pokemon đầu tiên của chủ hội quán rồi. À giờ thì tới Bronzong này hả. Tiếp tục là Sacrisaur. Ôi, cố lên cố lên. Jaxian có thể làm được. Mình tin em. Đậy rồi. Jaxian đang trọng thương rồi á. Có nên đổi Pokemon không? Giờ thì tới Jinx. Mình tin tưởng. Cố lên. Đấy. Hay rồi. Ui, Jin chưa hồi phục hả? Còn thở là còn chiến đấu. Thêm một hit nữa. Này thì hồi phục nè. Hiện tại Jaxian đang gánh tem cực mạnh á. Ui, trước khi em gột thì em còn kéo rỉa Luna Stone thêm một đống máu cơ. Bên kia chưa hồi phục không vậy? Vậy thì đưa Rabidash vô. Vô em ơi. Ui da, dám đánh Rabidash của mình. Này thì đánh nè. Ngọn lửa cầu vồng đấy. Đừng có giỡn. Ui, hồi nãy em bị trọng thương nên chưa kịp hồi phục ấy. Khá là thiệt thòi, không là trận chiến này Rabidash lại gánh tem rồi. Tiếc thế cả. Không sao, mình còn Greninja mà. Súp luôn Greninja, Dynamax lên nè. Giỡn mà. Nhưng mà Hypno rất là khó chịu. Tại vì sao mỗi đòn đánh của mình á thì đều hồi phục lại. Đấy rồi. Và khi đánh bại được Jin, Greninja của mình đã trở thành Ash Greninja. Tới công chuyện luôn. Tiếp tục nào. À giờ thì đổi Pokemon tiếp à. Grumpig. Một em heo. Này thì em heo. Greninja đúng mạnh. Ui giời. Lần này thì Greninja đã giúp mình chiến thắng chủ hội quán rồi. Một công rất là lớn của Greninja và Jaxian á. Mình đã được cái huy hiệu Mystic. À không, Psychic chứ. Đây là một cái huy hiệu hội quán hoàn toàn mới luôn. Trông cũng rất là đẹp nữa. Xứng đáng thiệt sự. Rồi, nói chung thì chủ hội quán cũng là đối thủ đáng gờm đấy nha. Nhưng mà mấy em Pokemon của mình đáng gờm hơn. Ui, 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 phóng gì rồi sao mà đi ra được. Đi ra đường này đi. Ôi trời. Ủa cái này nó không biết đâu nha, tôi lỡ đập trúng thôi. Rồi đi tiếp thôi nào. Hồi nãy có thông báo là gần đây có Cosmog xuất hiện á. Cosmog hả? Đâu nhờ? Đây đây đây. Cosmog đây. Ồ. Cosmog thì mình sẽ thử dùng Netball đi. Chắc sẽ bắt hiệu quả lắm đây. Thử nào. Úi thiệt nè. Trời, dùng một quả Netball, mình đã bắt được Cosmog rồi. Hay 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 hay. Vậy là mới muốn gặp mấy em cấp thấp thì chúng ta nên dùng Netball á. Là rất là hợp lý luôn. Cảm giác hơi hên đấy nhờ. Vậy thì giờ thử giận mai coi. Coi nào thử giận mai xong cái hết hên luôn không. Nhưng mà dễ vậy. Ui. Ok. Hộp đựng nguy hiệu hội quán lần trước của mình nó đã full chưa nhờ? À còn thiếu đúng một cái hả? Vậy thì gắn cái mới vào. Vậy là chúng ta đã được một cái hộp đựng nguy hiệu đầy rồi á. Có tổng cộng là 16 cái nguy hiệu trong một cái hộp này. Một cột mốc mới. Rồi vậy là sắp tới chúng ta sẽ bỏ những nguy hiệu mới vào cái hộp màu trắng á. Vậy. Và tranh thủ gần đây á, nó có một cái vùng đồi hoa nè. Mà ban đêm nữa, để coi mặt trăng bữa nay. Ui, mặt trăng bữa nay là mặt trăng xém tròn thôi. Mình canh me canh chua coi coi có Legendary nào xuất hiện không. Cái vùng đồi hoa này có hai em huyền thoại đó nha. Nên mình cũng phải gán thử đợi một lúc mới được. Ê, xuất hiện rồi. Pokemon đó có tên là Meloetta. Hình như có gì đó sai sai, không phải em này. Cái em mình đang tìm không phải là em này.
Nhưng mà thôi kệ, xuất hiện thì mình cũng sẽ đi tìm thôi á, và bắt luôn. Tại lâu lâu mình mới đi ngang cái vùng này á. Ôi nhưng mà bây giờ quan trọng Melota xuất hiện ở đâu mới là một vấn đề nè. Trong lúc đi tìm Melota ở đây có một cái Master Chat nè. Cho mình cái mũ. Vui ta. Được luôn, đội vô cho Metarod á. Ui nhưng mà nãy giờ mình tìm không ra Melota này. Ủa Melota nấp ở đâu nhờ? Bật cái hitbox lên mình tìm rồi đó mà không ra đấy. 2000 years later. Trời ơi em núp ở đây à. Có chút xíu à. Tóc thì giống hệt cái phần cỏ nữa. Đây, đây chính là Melota Pokemon xuất hiện ở cái vùng hoa này ha. Wow, nhìn em này giống ca sĩ vậy. Được đó nha, nặng có 6,5 kg à. Khá là nhỏ nhắn luôn, để mình coi coi. Mình đưa em nào vô đánh vậy ta? Kiếm em nào quýnh nhẹ nhẹ á. Ui, ru ngủ rồi. Thôi xong rồi. Ru ngủ Aran của mình mất rồi. Rồi, nhưng mà Aran mình vẫn đủ tỉnh táo để trả đam đây nè. Rồi, gán lên, gán lên. Kéo rẻ Meloetta một xíu đi. Giờ thì chắc bắt thôi. Với Meloetta thì Ultra Ball là lựa chọn ưu tiên nhất của mình ha. Thử xem. Nope. Ơ, nữa kìa. Tự nhiên Melota đánh xong cái tự gục luôn rồi. Vậy là bữa nay chúng ta đã bắt hụt 2 lần rồi đó. Cay thế nhờ. Rồi, và gần đây có Darling, nhưng mà Darling này lạ lắm. Darling màu hồng. Ồ, bắt không ta? Đội hình Pokemon màu hồng của mình cũng đang ít thành viên quá. Mình sẽ bắt ẻm. Vô. Thử xem Netball có hiệu quả hay không đây. Thử thêm một lần nữa ha. Ui hiệu quả thiệt. Ui cái quả Netball này bắt mấy cái em cấp thấp hơi bị đỉnh luôn. Em này là dạng dạng mùa xuân hả? Nhưng mà màu hồng thì thôi, cũng cho vô đội hình luôn. Vậy thì có miễn cưỡng quá không ta. Chắc không sao đâu ha. Này. Wow nhìn màu cũng khớp quá nè. Cũng khớp khớp rồi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, tới thời điểm hiện tại thì tất cả các miếng Blade của mình vẫn chưa có dịp để ghép lại và triệu hồi đấng sáng tạo ấy, cũng hơi buồn một chút. Mình vẫn đang ra sức hàng ngày để đi tìm cái chỗ Archalid đó. Nhưng mà cứ bị làm sao ấy, kiểu như mình càng cố tìm thì càng khó xuất hiện hay sao. Tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy luôn. Rồi luôn rồi đó, mình nghi lắm rồi đó nha. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi ha. Nhiều khi mình gượng ép quá, cố tìm quá thì không có gặp được cái chỗ Archalid đó đâu. Mình nói vậy thôi chứ thật ra cũng muốn lắm mà tại xui không gặp thôi chứ. Ở đây có Pokemon gì hệ thượng nè. Nhìn lạ quá. Được, lạ thì cho. Ngựa cầu vồng của mình vô chiến đấu liền. Hồi nãy trong hội quán em không có thể hiện nhiều lắm. Và em này có tên là Zangu ha. Được, Zangu chứ gì. Đốt Zangu luôn. Nửa cây máu cái nhẹ. Rồi rồi, mất cái lớp giáp phòng ngự rồi. Tới công chuyện Zangu rồi. Đốt thêm một cái nữa. Sao mà đỡ được. Vậy là xong. Và bắt Zangu luôn nha. Được á. Em này 4 sao nên chắc cấp độ Dynamax cũng cao lắm. Bắt em luôn. Có dịp thì đem ra để cho em chiến đấu các thứ ha. Nhưng mà bắt hụt rồi. Tính cho đã, rốt cuộc bắt không được luôn. Hơi nhỏ nha. Rồi, thêm một kèo nữa. Kèo này thì hơi căng cho Rapidash của mình. Nhưng mà mình sẽ Dynamax để giúp em trâu hơn một xíu. Dẫn xíu thôi mà Ampharos căng vậy. Ui Ampharos tính nóng quá à. Tính nóng võ công cao ghê á. Để mình đưa Zacian vô dạy cho Ampharos một bài học mới được. Để bớt tính nóng là nha. Tính nóng quá là không được á. Để một đòn nữa nào. Đấy. Ít ra thì mỗi lần mình đưa Zacian vô thì em thể hiện đều rất là tốt ha. Quả thật là một em Pokemon xịn sò. Ui nhưng mà tính ra lâu rồi mình chưa xuống địa ngục ấy nhờ. Ở dưới địa ngục cũng có
một vài em Pokemon Legendary các thứ đồ, cũng như là những em lạ lạ mình chưa gặp ấy. Để bây giờ mình sẽ trở lại địa ngục thử coi. Biết đâu bất ngờ, chuyến trở lại này thì chúng ta sẽ có được nhiều em mới thì sao? Hợp lý, hợp lý. Thôi, đi thôi. Mối đầu tiên. Nhưng mà em này là boss rồi. Em tên là Mashadow ha. Hình như trong máy tính của mình cũng có một em Mashadow nữa. Ồ, được ý nhờ. Hay là mình thử cho Mashadow vô chiến đấu coi. Biết đâu em lại gánh em cực mạnh. Hợp lý. Một em là boss và một em là Pokemon thường nha. Thử xem nào. Hồi hộp quá. Tấn công thử Mashadow. Ui. Mashadow của mình dùng tuyệt kỹ Z hơi bị mạnh luôn. Và thêm một cú đấm bóng tối nữa. Knock out boss luôn rồi. Quá dữ. Ui, công nhận Mashadow dữ thiệt á. Đáng đồng tiền bát gạo thiệt chứ. Lần trước thì mình có bỏ lỡ một em Pokemon Hidden ở dưới lòng đất á. Và mình có search Google thì Pokemon đó có thể xuất hiện ở dưới địa ngục cơ. Vậy là chuyến này đi chúng ta sẽ có cơ hội gặp được em Hidden đó đó nha. Nếu như hên. Ok. Rồi ở đây có chỗ đánh boss nhưng mà không có thấy cái ấy ta. Đâu nhờ? Chỗ đánh boss nó nằm ở đâu vậy? Ui dạ. Ui no. À thì chắc không có cây đâu. Cái gì hết trời. Bị cái chỗ đánh boss lừa rồi. Người chơi hãy bị dụ. Bị cái chỗ đánh boss nó lừa. Đào thẳng xuống và cái kết. Đi luôn à. Ồ. Thì ra là Metacross cũng có viên Mega hả? Ủa vậy là mình có viên Mega của Metacross chưa nhờ? Mình quên nữa lúc mà mình bắt em Metacross mình quên kiểm tra. Dạng Mega của em nhìn cũng đẹp lắm. Thôi quay xe đi về. Mình kiểm tra cái kho đồ mình lại cái đã. Nếu mà có viên Mega là cho em liền luôn. Viên Mega của Metacross. Coi có không nha, Có đi, mình nhớ là mình có đánh Metacross boss ở cái vùng. Đây nè, viên Mega của em nè. Bảo sao mình có nhớ mình có đánh Metacross boss ở vùng băng rồi. Trời ơi, phải mình mà có viên này, gắn viên này sớm là nãy giờ em gánh tem dữ lắm rồi. Tiếc dữ vậy cả. Đấy, Mega lên nhìn đẹp thiệt sự. Wow, quá dữ luôn. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã xong cái nhiệm vụ màu đỏ khá là hiếm á. Đó chính là thu phục cái em Celebi. Thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nha, nhưng mà rất là mạnh đó. Tiếc thay là chúng ta vẫn không triệu hồi được cái dạng ngoài hành tinh ha. Để trong thời gian sắp tới mình sẽ thử thêm vài lần nữa xem. Biết đâu bất ngờ chúng ta triệu hồi được thì sao. Ngoài ra thì mình còn có được một em ngựa cầu vồng. Trời ơi, nhìn cái quả bùm này, quả đuôi này rất là đẹp luôn á. Sắp tới nếu như mà mình biết được nhiều Pokemon nào có thể dùng được cái Rainbow Wing thì mình sẽ tiếp tục nhuộm giống như vậy ha. Để có thật là nhiều Pokemon cầu vồng luôn. Ngoài ra thì mình cũng đã tiến hóa thành công Metang thành Metacross ha. Đó, vậy còn có viên Mega nữa. Tiếc thay là mình phát hiện trễ quá, thành thử ra không có test được sức mạnh khi mà Mega của Metacross ha. Không sao, sắp tới thì chúng ta còn nhiều dịp để test em ha. Và mong rằng thời gian sắp tới mình sẽ tìm được cái chỗ Archalid nha. Chứ tìm mãi tới bây giờ vẫn không ra thì hơi buồn đấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi bội thu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình và những em Pokemon. Bye bye.